Bài 12: Nước Đức giữa hai cuộc chiến tranh thế giới từ năm 1918 đến năm 1939. Một lớn: Nước Đức trong những năm 1918-1928. Một nhỏ: Nước Đức và cao trào cách mạng 1918-1923. A: à, Nước Đức sau chiến tranh. Là nước bị bại trận kinh tế, chính trị và quân sự sụp đổ, mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt dẫn tới sự bùng nổ của cách mạng dân chủ tư sản tháng 11 năm 1918. Tháng 6 năm 1919, chính phủ Đức phải ký hòa ước vết sai với những điều khoản hết sức nặng nề. B. Cao trào cách mạng Trong bối cảnh đó, phong trào cách mạng tiếp tục dâng cao trong những năm 1919-1923. Đảng Cộng sản Đức, thành lập tháng 12 năm 1918, đã trực tiếp lãnh đạo phong trào Đỉnh cao của phong trào là cuộc nổi dậy của công nhân vùng Bavie tháng 4 năm 1919, dẫn đến sự thành lập nước Cộng hòa Xô Viết Bavie. Cuộc khởi nghĩa vũ trang của công nhân Hamburg tháng 10 năm 1923 là âm hưởng cuối cùng của cơn bão táp cách mạng vô sản ở Đức. 2. Những năm ổn định tạm thời 1924-1929, cuối năm 1923, nước Đức đã vượt qua được thời kỳ khủng hoảng kinh tế và chính trị sau chiến tranh. Về chính trị, chế độ Cộng hòa Weimar được củng cố, quyền lực của giới tư bản độc quyền được tăng cường. Chính phủ tư sản thi hành chính sách đàn áp phong trào đấu tranh của công nhân, các đảng tư sản công khai tuyên truyền tư tưởng phục thù cho nước Đức. Về đối ngoại, vị trí quốc tế của nước Đức dần dần được phục hồi với việc nước này tham gia hội quốc liên ký kết một số hiệp ước với các nước tư bản châu Âu và Liên Xô. Hai lớn, nước Đức trong những năm 1929-1939. Một, khủng hoảng kinh tế và quá trình đảng quốc xã lên cầm quyền. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới cuối năm 1929 đã giáng đòn nặng nề vào nền kinh tế Đức. Mâu thuẫn xã hội và cuộc đấu tranh của quần chúng lao động đã dẫn tới cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng. Giai cấp tư sản cầm quyền không đủ sức mạnh để duy trì chế độ Cộng hòa tư sản, đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng đó. Trong bối cảnh ấy, các thế lực phản động, hiếu chiến, tập hợp trong Đảng Công nhân Quốc gia xã hội, gọi tắt là Đảng Quốc xã, Ngày càng mở rộng ảnh hưởng trong quần chúng, đứng đầu là Hitler, ra sức tuyên truyền kích động chủ nghĩa phục thù, chủ nghĩa chống cộng và phân biệt chủng tộc, chủ trương phát xít, hóa bộ máy nhà nước, thiết lập chế độ độc tài khủng bố công khai. Ngày 30 tháng 1 năm 1933, tổng thống Hindenburg chỉ định Hitler làm thủ tướng và thành lập chính phủ mới, mở ra một thời kỳ đen tối trong lịch sử nước Đức. 2. Nước Đức trong thời kỳ phát xít Hitler từ năm 1933 đến năm 1939 từ năm 1933, chính phủ Hitler giáo diết thiết lập nền chuyên chính độc tài, công khai khủng bố các đảng phái dân chủ tiến bộ, trước hết là Đảng Cộng sản Đức. Tháng 2 năm 1933, chính quyền phát xít vua cáo những người Cộng sản đốt cháy nhà quốc hội, đặt Đảng Cộng sản ra ngoài pháp luật và bắt ra 10 vạn đảng viên Cộng sản. Năm 1934, Hindenburg qua đời, Hitler tuyên bố hủy bỏ hiến pháp Weimar tự xưng là quốc trưởng suốt đời, nền Cộng hòa Weimar hoàn toàn sụp đổ. Về kinh tế, chính quyền phát xít tiến hành tổ chức nền kinh tế theo hướng tập trung, mệnh lệnh, phục vụ nhu cầu quân sự, nền kinh tế Đức đã thoát khỏi khủng hoảng. Về đối ngoại, chính quyền Hitler tăng cường các hoạt động chuẩn bị chiến tranh, tháng 10 năm 1933, nước Đức tuyên bố rút khỏi Hội Quốc Liên để được tự do hành động. Năm 1935, Hitler ban hành lệnh tổng động viên quân dịch Đến năm 1938, với đội quân 1,5 triệu người cùng 30.000 xe tăng và khoảng 4.000 máy bay, nước Đức đã trở thành một trại lính khổng lồ đủ sức tiến hành các kế hoạch gây chiến tranh xâm lược. Sau đây là một số câu hỏi và hướng dẫn trả lời. Câu 1. Tình hình nước Đức sau chiến tranh thế giới thứ nhất như thế nào? Khái quát về cao trào cách mạng 1918-1923 ở Đức. Hướng dẫn trả lời. Về tình hình sau chiến tranh thế giới thứ nhất, Nước Đức bại trận hoàn toàn, suy sụp về kinh tế, chính trị và quân sự. Mâu thuẫn xã hội ngày càng gay gắt dẫn tới sự bùng nổ của cách mạng dân chủ tư sản tháng 11 năm 1918. Tháng 6 năm 1919, chính phủ Đức phải ký hòa ước Versailles với những điều kiện hết sức nặng nề. Việc thực hiện những điều khoản của hòa ước làm cho đất nước vốn đã kiệt quệ sau 4 năm chiến tranh trở nên hoàn toàn rối loạn. Khái quát, sau chiến tranh, phong trào cách mạng tiếp tục dâng cao trong những năm 1919, 1923 Đảng Cộng sản Đức thành lập tháng 12 năm 1918 đã trực tiếp lãnh đạo phong trào, đỉnh cao của phong trào là cuộc nổi dậy của công nhân vùng Bavaria tháng 4 năm 1919, dẫn đến sự thành lập nước Cộng hòa Xô viết Bavaria. Cuộc khởi nghĩa vũ trang của công nhân Hamburg tháng 10 năm 1923 là âm hưởng cuối cùng của cơn bão táp cách mạng vô sản ở Đức. Câu 2, những biểu hiện về sự ổn định tạm thời của nước Đức trong những năm 1924-1929. Hướng dẫn trả lời Cuối năm 1923, nước Đức đã vượt qua được thời kỳ khủng hoảng kinh tế và chính trị sau chiến tranh. Về chính trị, chế độ cộng hòa Weimar được củng cố, quyền lực của giới tư bản độc quyền được tăng cường, chính phủ tư sản thi hành chính sách đàn áp phong trào đấu tranh của công nhân, các đảng tư sản công khai tuyên truyền tư tưởng phục thù cho nước Đức. Về đối ngoại, vị trí quốc tế của nước Đức dần dần được phục hồi với việc nước này tham gia Hội Quốc Liên, ký kết một số hiệp ước với các nước tư bản châu Âu và Liên Xô. Câu 3. Đảng quốc xã lên cầm quyền ở Đức trong hoàn cảnh nào? Tình hình nước Đức trong thời kỳ đảng quốc xã cầm quyền. Hướng dẫn trả lời. Hoàn cảnh. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới cuối năm 1929 đã giáng đòn nặng nề vào nền kinh tế Đức. Năm 1932, sản xuất công nghiệp giảm 47% so với trước khủng hoảng. Hàng ngàn nhà máy, xí nghiệp phải đóng cửa, số người thất nghiệp lên tới hơn 5 triệu người. Mâu thuẫn xã hội và cuộc đấu tranh của quần chúng lao động đã dẫn tới cuộc khủng hoảng chính trị trầm trọng giai cấp tư sản cầm quyền không đủ sức mạnh để duy trì chế độ Cộng hòa tư sản, đưa đất nước vượt qua cuộc khủng hoảng đó. Trong bối cảnh đó, Đảng Quốc xã lê cầm quyền ở Đức. Về tình hình nước Đức, Đảng Quốc xã ngày càng mở rộng ảnh hưởng trong quần chúng. Các thủ lĩnh của đảng này đứng đầu là Hitler ra sức tuyên truyền kích động chủ nghĩa phục thù, chủ nghĩa chống cộng và phân biệt chủng tộc. Chúng chủ trương phát xít hóa bộ máy nhà nước, thiết lập chế độ độc tài khủng bố công khai. Trong khi giới đại tư bản ngày càng ủng hộ lực lượng phát xít, Đảng Cộng sản Đức đã kêu gọi quần chúng đấu tranh để thành lập mặt trận thống nhất chống chủ nghĩa phát xít. Tuy nhiên, Đảng xã hội dân chủ đã từ chối hợp tác với những người cộng sản, điều đó đã tạo điều kiện cho các thế lực phát xít lên cầm quyền ở Đức. Ngày 30 tháng 1 năm 1933, tổng thống Hindenburg chỉ định Hitler làm thủ tướng và thành lập chính phủ mới, mở ra một thời kỳ đen tối trong lịch sử nước Đức. Câu 4 nêu những nét cơ bản về nước Đức trong thời kỳ phát xít Hitler từ năm 1933 đến năm 1939. Hướng dẫn trả lời, từ năm 1933, chính phủ Hitler giáo diết thiết lập nền chuyên chính độc tài công khai khủng bố các đảng phái dân chủ tiến bộ, trước hết là đảng Cộng sản Đức. Tháng 2 năm 1933, chính quyền phát xít vu cáo những người cộng sản đốt cháy nhà quốc hội, đặt đảng cộng sản ra ngoài pháp luật và bắt giam 10 vạn đảng viên cộng sản. Năm 1934, Hindenburg qua đời. Hitler tuyên bố hủy bỏ hiến pháp Weimar, tự xưng là quốc trưởng suốt đời, nền cộng hòa Weimar hoàn toàn sụp đổ. Về kinh tế, chính quyền phát xít tiến hành tổ chức nền kinh tế theo hướng tập trung, mệnh lệnh phục vụ nhu cầu quân sự, Tháng 7 năm 1933, Hitler thành lập Tổng hội đồng kinh tế để điều hành hoạt động của các ngành kinh tế. Các ngành công nghiệp dần dần được phục hồi và hoạt động hết sức khẩn trương, đặc biệt là công nghệ quân sự. Các ngành giao thông vận tải xây dựng đường xá được tăng cường để giải quyết nạn thất nghiệp và phục vụ nhu cầu quân sự. Nền kinh tế Đức đã thoát khỏi khủng hoảng. Năm 1938, tổng sản lượng công nghiệp tăng 28% so với trước khủng hoảng và vượt qua một số nước tư bản châu Âu về đối ngoại, chính quyền Hitler tăng cường các hoạt động chuẩn bị chiến tranh. Tháng 10 năm 1933, nước Đức tuyên bố rút khỏi Hội Quốc Liên để được tự do hành động. Năm 1935, Hitler ban hành lệnh tổng động viên quân dịch, tuyên bố thành lập đội quân thường trực và bắt đầu triển khai các hoạt động quân sự ở châu Âu. Đến năm 1938, với đội quân 1,5 triệu người cùng 30.000 xe tăng và khoảng 4.000 máy bay, nước Đức đã trở thành một trại lính khổng lồ, đủ sức tiến hành các kế hoạch gây chiến tranh xâm lược.